Nhìn kia, đây là Lucas, một chiếc xe quái vật nhỏ nhắn. Hôm nay bạn khỏe không Lucas? Hôm nay chúng ta sẽ xem đồ chơi mới nào đang đợi chúng ta nha. Chúng ta sẽ đi đâu Lucas? Hãy mở nó nào. Không biết hôm nay bên trong có thứ gì dành cho bạn đây. Lucas, nhìn kìa. Nó giống như một chiếc xe lửa. Nhưng trước tiên, bạn cần phải ráp các mảnh lại với nhau. Đầu tiên là cabin. Nó có màu gì? Phải, đúng rồi. Nó có màu xanh dương và đỏ. Chúng ta sẽ đặt nó lên bệ đỡ màu đen. Và giờ hãy ráp cái gạt vật chướng ngại và đầu máy xe lửa. Không biết thứ hình trụ này được dùng để làm gì? Dĩ nhiên, nó là ống khói của xe lửa rồi. Giờ hãy thêm vào những bánh xe cho động cơ này nha. Chúng ta cần 10 bánh. Và cuối cùng, chúng ta cần các toa xe chở khách. Hãy cùng thêm 2 toa và nối chúng vào nhau nào. Xe lửa đã hoàn thành rồi. Làm tốt lắm Lucas. Mình nghĩ bạn vừa có một bạn mới đó. Đặt một cái tên cho cậu ấy đi. Tên Tess thì sao? Kìa, Tess muốn chơi với bạn đó. Nhìn đi, Lucas, đây là một nhà ga xe lửa. Những chiếc xe lửa dùng nhà ga để đón khách lên hoặc thả khách xuống. Nhưng một chiếc xe lửa cũng có thể mang hàng hóa nữa. Giờ cậu ấy đã nối thêm một toa mới. Cậu ấy lại bắt đầu di chuyển rồi. Được rồi, Lucas và Ted. Gặp lại các bạn sau. Và chơi vui nha.